Và phần kế tiếp, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng toàn thể các cựu sinh viên sĩ quan và gia đình chuẩn bị đứng lên làm lễ truy điệu. Chúng tôi trân trọng kính mời các chị, phu nhân của các cố sĩ quan và sinh viên sĩ quan đại diện 6 khóa và tất cả các cháu tiến ra vị trí hành lễ. Kính mời các chị và các cháu lần lượt tiến lên thắp nhang. Đã bà ta. Lễ truy điệu chấm dứt. Trân trọng kính mời thân nhân và các sinh viên sĩ quan đại diện trở về vị trí. Sự hiện diện rất là đông đủ của tất cả những cựu sinh gia đình, cựu sinh viên sĩ quan chiến tranh khi thị đồng và tất cả những bạn bè thân hữu của chúng tôi từ trường trung vương cho đến đại học và cho đến ngành truyền thông báo chí hiện diện ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều các bạn đồng nghiệp. Kính thưa quý vị, thêm vào đề cảm xúc của buổi lễ tưởng niệm hôm nay, chúng tôi xin cúi đầu thành kính tri ân những anh linh liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, vì lý tưởng tự do. Và thưa quý vị, cũng vì lý tưởng ấy mà cho đến ngày nay, hàng triệu người trên thế giới, trong đó có người Việt của chúng ta, vẫn còn sát cánh bên nhau để tranh đấu cho sự sống còn của dân tộc, để giải cứu Việt Nam thoát khỏi ách độc tài của cộng sản suốt bao nhiêu năm qua. Thưa quý vị, tinh thần đấu tranh ấy được chúng ta bền bỉ nuôi dưỡng và truyền lại cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, như là nuôi dưỡng và truyền lại ngọn lửa cháy nơi tượng đài chiến sĩ này. Thưa quý vị, thay mặt gia đình, chúng tôi xin bày tỏ sự cảm kích và lòng tri ân đến ban tổ chức lễ tưởng niệm hôm nay. Trung tá Nguyễn Quang Vân, người chồng, người cha, người ông của chúng tôi đã bỏ mình trong trại tù cộng sản, chỉ là một trong số rất nhiều quân cán chính đã bị đày đọa mà đã bỏ mình trong chế độ cộng sản sau ngày nước mất nhà tan. Chúng tôi cũng xin kính cẩn nghiêng mình trước những tấm gương sáng chói về sự đấu tranh kiên cường và bất khuất của biết bao nhiêu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất của lịch sử Việt Nam chúng ta. Sau hết, chúng tôi xin cảm ơn Tổng hội cựu sinh viên trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt đã dành cho chúng tôi được vinh dự nói lên những cái lời này. Chúng
chúng tôi trân trọng kính chào quý vị. Và bác Lê Văn Nhơn, thân phụ của cố sinh viên sĩ quan Nguyễn Trãi Một, Lê Văn Nghĩa. Kính chào toàn thể quý vị có mặt hôm nay. Tôi là Lê Văn Nhơn, 92 tuổi, thân phụ của Lê Văn Nghĩa. Nghĩa là khóa 1, chiến tranh chính trị. Kính thưa quý vị, Nghĩa là trai trưởng của tôi. Nó đã cùng các bạn đồng khóa can đảm chiến đấu, hy sinh cho đất nước, cho đến ngày nước mất nhà tan. Và cũng bị giam cầm trong tại tù cộng sản cho đến ngày thì mà tôi biết chắc là có nhiều quý vị ở đây đã cùng hoàn cảnh như con tôi. Trong bài thơ Chí Làm Trai của cụ Nguyễn Công Trứ có nói: nhân sinh tự khổ thùy vô tử, lưu thủ lan tâm chiếu nhãn tâm. Hội cựu sinh viên sĩ quan chiến tranh chính trị đã tổ chức cái buổi lễ nhiều ý nghĩa hôm nay. Thay mặt tất cả những gia đình có con cháu đã hy sinh cho tổ quốc thân yêu Việt Nam của chúng ta bị cái nạn ngoại xâm cộng sản, để khỏi mất ngày giờ, toàn thể quý vị tôi kính chúc trước là đồng bào các giới có mặt hôm nay gia đình được an vui mạnh khỏe, và nhất là quý bạn ở trong trường đại học chiến tranh chính trị được tiếp sức khỏe để tiếp tục phụng vụ tiền đồ của đất nước. Hội trưởng Nguyễn Trãi Một, Nguyễn Mạnh Vĩ. Kính thưa quý vị sĩ quan cơ hữu, kính thưa toàn thể can chiến trong trường Nguyễn Trãi, một lần nữa tôi xin thay mặt ban tổ chức đại hội lần thứ 16 của tổng hội ở Nguyễn Thanh Trì xin thành thật cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin thành thật cảm ơn. Xin kính chào. Một lần nữa chúng tôi cũng quen cảm ơn các cơ quan truyền thông báo chí đã đến hôm nay để tham dự cùng với ban tổ chức đại hội lần thứ 16 của tổng hội ái hữu của sĩ quan đặc biệt. Cảm ơn. Mấy người đằng sau tới trước ngồi xuống.
quân Việt Nam.